30 điều xưa cho các bạn. Hôm nay anh ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài tiếp theo, đó là bài số 59, Thần Trồng Quần. Thì mình sẽ cố gắng đọc chậm chậm lại nha. Nếu các bạn cảm thấy mình đọc nhanh quá, các bạn có thể tùy chọn trong YouTube. Trong YouTube có phần tùy chọn là tốc độ phát của video, các bạn có thể tùy chọn phần đấy nha. Mirianti Hasaprambuan, bài số 59. Mình ôn lại một số phụ âm mà chúng ta đã được học. Đo trường đo, tho trường tho, đô trường đùa, thua trường thua, và nó trường nò. Ở đây mình sẽ tiếp tục học phần trồng quần. Từ đầu tiên, co, nỏ, con. Đây là chạy cùng số chữ đo nha các bạn. Mình có nhầm lẫn chữ tờ. Co, nỏ, con. Đo, xa, đà, lo, đàn. Con, đàn. Rô, nổ, run. Đo, xa, đỡ, run, đỡ. So, nổ, son. Đo, xa, đà, có đè. Son, đè. So, nổ, son. Đo, xa, đà, có đè. Son, đè. Đo, xa, đè. Son, đè, đè. O, nổ, on. Đo, xa, đà, ta, đạt. On, đạt. O, nọ on, đo su đu ngũ đu on đu. O, nọ on, đo xả đa có đa anh đa. So, nọ son, tho xả tha. Cua xìa kia rô kia, son tha kia. Bo, nọ, bo, nọ bon, nọ xả na. Cua xìa kia rô kia, bon na kia. Môn, nọ môn, đồ lỗ đồn, môn đồn. Rò nó rò thò xả tha, phô sĩ phi, bò xả bà lô bàn, rò tha phì bàn. Bò xô phú nó bần, nó xô nó bần, nó. Nô xả ư nơ, tô sĩ ti, rò xô cru nó krong, nơ ti krong. Mô xe mê nó men, xò nó xôn thò xả tha, qua sĩ kia. Nô xứ nưng ngôn nâng. Bò nó bòn, nó xa na, của xìa kia. Chá rò xa chá rò chá rò, nó xa na. Nó tì krong mê xa tha kia. Nâng bần na kia chá rò na. Bò xù bù, xò xa ấm xòm. Đò xa ấm đam, xò nó xòn. Đò xa đẹp có đẹp, đò xa ấy đây. Bò xì bì rô bì, cho xa ấm châm. Có xa ca rô ca, bù xòm đam xa đẹp đây bì châm ca. O nó on, đo xa đờ có đờ. Co xa ấm công, bùa xa ấm phung hấp phung. Bùa xa yêu vía rô vía. Lô xa lơ, mô xa mẹ ta mẹ tắc mùi mọt. Rô nô rôn đo xa đờ. Anh đờ cầm phung vía. Lơ mọt rần đờ. Tô xa ưu tương có tức. O nó on, đo xa đồ ngon đồn. Tức ẩn đồ, mô xa yên đi. Thò xa thà. Nô xa yêu thương ngôn nâng. Xó xa xa tỏ xa. Tức ẩn đồn đi thà. Nâng xa. Hò xa ước hương cấp phật. Xó xa xa. Bò xa ẩn bần. Nó xó nó. Phật xa bần nó. Bàn. Hai. Rồi mà thực tế người ta nói là bần nâng nha các bạn. Nói là bần nó. O nó on, đo đàn ở đạt ẩn đạt, co sẽ cài nó sĩ đi, vo sẽ về ngô về ẩn đạt cài đi về, rò đó rò, thò xả tha phò sĩ phi bò xả ba lô ban, rùa bò xả bò, đọc với bò vo sử dương ngô dương, vo sử pu co sẽ cài nó sẽ nát, rò tha phi bàn. Rồi bao giờ cũng cài nè. Phần ngữ vựng. Còn đan giữa. Còn đan là cái hố. Sành đạt là đậu. Sành đạt đây là đậu phộng. Anh đạt là cái lưỡi. Anh đô là giếng. Anh đất là con rùa. Sông tha kia là khách sạn. Bánh na kia là nhà sách. Bánh nó là bấy nhiêu. Mình đòn là trung tâm. Rò tha phì bàn là chính phủ. Rồi mình sẽ đọc lại và dịch một số từ nhé.
con đàn rồng đầu sần đẹp đây ăn đạt ăn đồ ăn đạt sân tha kia bần na kia môn đòn ra tha vị bàn bần nó nơi đi cái rong men sân tha kia nâng bần na kia cho nát ở thành phố có khách sạn và nhà sách nhiều lắm. Có cái ai cú xóm đam sinh đại đây đi chùm cả cú xóm trong đầu phòng hai vườn đầu phòng anh đào cầm bùng que lơ mò tạ rần đào con rùa đang mò ở phía trên mặt hồ mặt hố anh đã cầm bùng que lơ mọt rần đào mình sẽ dịch là con rùa đang bò ở trên bề mặt cái hố đó tức anh đồn đi là nước sạp nước giếng này sạch và trong phật ra mình được bàn hơi uống rượu bấy nhiêu được rồi anh đã chạy như vàng là lưỡi con chó này dài ra thay vì ba rồi bao dương của cài nè chính phủ của mình rất giỏi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.